បាទសូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាបងប្អូនជួនរួមជាតិបាទរីរីណាស់បានវិលមកជួបលោកអ្នកប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តហើយកម្មវិធីយើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីៗបានមកជម្រាបជូនលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងដោយមានការបកស្រាយបំភ្លឺពីវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើង បាទអរគុណណាស់បាទដែលលោកនៅតែមានឱកាសចូលមកបម្រើលោកអ្នកប្រិមិត្តរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីបាទស្ដារដួងចិត្តនៅថ្ងៃនេះបាទហើយលោកអ្នកប្រិមិត្តរបស់យើងលោកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថាកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តថ្ងៃនេះនឹងលើកយកប្រធានបទអ្វីទៀតមកជម្រាបចែកជូនកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំជម្រាបជូនតែម្ដងបាទប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺបន្ទាបដើម្បីរកទីចោះចតឬក៏ចំណត់ជីវិត បាទបន្ទាបដើម្បីរកទីចោះចតឬក៏ចំណត់ជីវិតនេះវាមានអត្តន័យយ៉ាងណាបាទនៅពេលបន្តិចទៀតលោកវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកនឹងជម្រាបជូនហើយនឹងជួយលោកអ្នកប្រិមិត្តយ៉ាងណានោះបាទវាគ្មិនរបស់យើងលោកនឹងបកស្រាយបំភ្លឺបាទនៅក្នុងប្រធានបទនេះទាំងស្រុងបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែមុននឹងលោកបកស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងប្រធានបទនោះបាទសូមជម្រាបជូនពីគោលបំណងដែលចង់ជួយដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងជាមុនសិនបាទសូមជ
bóng ôn đại mà mi nhức đằng ca nghĩa đại min pì vì liệt tịch tụi tụi sáng nâng bóng ban xâm ra rửa cơ chọt rửa cơ chụp đâm bây xâm lăng cổ đào trong ai quát dù này dùm mà này dùm pì ở vây tới chìa châm nọt chì vịt đâm bây ai quát ban kết ông pì cổ đào kết ông pì ca khất khăm prang prang nông thạch chìa bì giói đâm bây ở vây tì pì đâm bây đặc tươn rùm lực xa chìa thamay lăng vinh ở đăng thả ta hết ở vây ban chìa chì vịt mà nụ khăm họ khăm lốt khăm hà đây khám yên xâm ra cài dài rứa có mình kết ông pi ca nê hót dạng được chứ nè tớ ở vây tớ chìa mà hết chật ta xâm ra mà nụ mà nè đài chọn hò lăng kapu kọp bộ bọc rứa nè dây mì dàng mì vinh tiết tha chìa kết đây prát nà đài mà nụ lốt prát nà chọn ban chìa phíp mô tà nạ đài chọn ai nè đợt tây ngọt xa xa bởi nà tiếng ơn hút vi chìa lật tập hòl để cua ở chọn ban rứa dân cua tập kết bị chà ra nà ông pi tự đào chìa vượt ra bỏ dư mà nè tí bây khi nhóm có lực thực chất prap ông pi rương tha trong nót chìa vượt cứ xuất tài miên bầm non nâng quân nằm lầy chẳng hơi công oi lúc nè khó chất hạ khi nhóm mình chọn xâm ra khi nhóm mình chọn trong nái pi lô kênh lô việc bắt pi lô khi nhóm trâu tài bắt đào nè khá cứ tha trâu không prăng pi vi li vi nâu tịch nà chìa ca bớt tha hơi tha mà nụ dương thua ở vầy vi xuất tài miên phòl miền bê nâng ra đào cả có phần tay trong nót chi vứt cứ ai nâng oi lúc nẹ đâng ông bí bê vi liệt để trâu chọt và đâm bay dương kích nhưng trâu chúc mùi rẻ đâm bay dương ai bụt bì thơ mục tiết nẹ khá có thọp bà ra chê nẹ khá có mình chọn thua đâm nai chú vứt thơ mục tiết nẹ khá chọt hơi có nâu trà nơi mình chọn thua đâm nai thơ mục tiết hạ bởi đội bạc thực chất mình thay chú vứt cru xa rộp bò rộp xì rộp bò nè kệch nụ tì lúc nẹ prakot chi miên côn chất khá thà rương khá cực cho mình chọn tâm mục chìa đại khát rứa có mình chọn tâm mục thì đi hay chọn cái có prap ông pi rương khá đâm bây lực thực chất ai bây mệt dù ông pi trong nọt chi vật cứ chìa ọc ca xâm rạp công sản chất cứ chìa đâm lại đại lục nẹ trâu ru nâu xâm rạp xâm lăng mơ phía phía bà xa rồi bỏ chi vật đài chẳng khi mọc côn xâm rạp mùi máu ní hay bật sân chìa bây mệt lục miên xâm nua rồi có chọn bắt đọc đón bạc kênh lô khá nhóm bạc này dì ở trong chùm nói ấy kênh chọn chui bình chanh rực bùm pinh mà tệ dù bó chúng bạn bật chì bình chất nâng quam trò bạc chân xôm bè đôi chì bè bà tiên bò bà tiên bệnh nha đừng khá nhóm lục màu dương phóng hay dương xung ọc côn phóng không nìm bóng phóng bạc xung ọc côn bạc ọc côn chung bộ côn bùm nòng đào chọn chui đào lục nẹ bình mật bỏ dương bạn muốn nâng dương châu tới khả năng ca bị phía xa nước sông lúc nè bây mật cho rùm cầm sàn cho mùi nâng bọt châm riêng mà bọt sân hai dương nâng vel một chút lúc nè bọn tóc bị bọt châm riêng bạn sông rì rì cầm sàn đai mịt trầy
ស្មើភ្យុងគ្រោះមិនស្មើខ្ញុំជីវិតត្រូវរងរែកពុនរងទីរុនស្រែកក្លៀនលំបាកគ្រួសារក្រខ្សត់ជូចត់រស់នៅសែនតោកយ៉ាងអាសូបងគ្មានសម្រាប់លំបាកប៉ុណ្ណាបងស្រីស៊ូទ្រាំ ស្រោហូប្រណឹងទឹកភ្នែកក៏បងមិនខ្ចីអល់អាយព្យាយាមសួរប្រឹងព្រោះគ្រួសារបងស្រីរឹងមាំពុំពៀប្រណឹងនឹងវាសនារបស់ថោកថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏បងស្រីហ៊ានលះបង់ ស្ដាប់ជាទីគ្រប់នឹងជាទីស្រឡាញ់បាទលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តដែលយើងលើកយកប្រធានបទបន្ទាបដើម្បីរកទីចុះចតឬក៏ចំណត់ជីវិតមកជម្រាបជូនបាទដោយលោកវាគ្មិនលោកបានជម្រាបជូនអំពីគោលបំណងដែលចង់ជួយឲ្យលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងដែលលំបាកវេទនាដែលគិតឃើញថាពេលវេលាខ្លីណាស់នៅក្នុងឆាកជីវិតនោះហើយតែងតែរកផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិត ហើយនឹងស្គាល់អំពីគុណតម្លៃនិងសារៈសំខាន់នៃការនឿយហត់និងការខំប្រឹងប្រែងដែរបាទឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទជាដំបូងនេះសូមលោកជម្រាបជូនបាទអំពីពេលវេលានិងផលអត្ថប្រយោជន៍បាទនៃចំណតជីវិតឬក៏អត្តន័យរបស់វាដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សយើងចំណតនឹងវាចំណតយ៉ាងម៉េចបាទកុំឲ្យលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងលោក
ຍົກຈະລໍາຈຸມួយນຶງປຽດໄດ້ຖ້າຈໍານອດນັ້ນຄືຊິການສະຫຼັບຄືຊິການຈອດຊີວິດສົມຈອດນັ້ນນະບາອັນຈັ່ງສົມເຈີຍມາບາຂ້ອຍໄດ້ຈໍານອດຊີວິດຫຼືກໍບັນຕິບດໍາໃບຈໍຈອດນັ້ນຄືລູກນີ້ຮຽນອໍາບານອໍາປີດໍາເລປັນຍາຈຶ່ງເຄີຍໃຫ້ຖ້າຊີວິດຂອງຍິນຖືດໍາເນີໄດ້ປາຍິນຈຸມນີ້ ដូចជាម៉ូតូក្តីទោះជាយានយន្តត្រីជាយានយន្តឬក៏រហូតដល់យើងប្រើជាគ្រឿងមធ្យោបាយដូចជាយន្តហោះឡានក្រុងធ្វើដំណើរដោយមានចិត្តស៊ីជាដើមឡាតែងជាមានទីចំណត់របស់គេប៉ុន្តែយើងសួរថាជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃជារៀនបានអីអំពីការឆ្លប់បញ្ចាំងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចំណត់ជីវិតគឺជាដំណាក់កាលនៃពេលវេលាដើម្បីសិង្ចឹងគិត ពិចារណានៅដំណើរការជីវិតរបស់យើងណានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមគិតថាតើកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលយើងត្រូវឈប់ឬក៏យើងត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបើសិនជាយើងចង់ទៅគោលដៅមួយយើងមិនអាចធ្វើដំណើរដរិចឬក៏មួយភ្លាមដីមិនបានចោះចតទេយ៉ាងម៉េចដូចជារឿងយន្តហោះលោកអ្នកដែលធ្វើដំណើរតម្លៃរបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាយន្តហោះ គឺហោះគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយន្តហោះគឺនៅមានតម្លៃនៅពេលវាឡើងរួចនឹងចុះរួចទោះបើដឹកចំនួនប្រមាណដែរបើសិនជាយន្តហោះនោះឡើងមិនរួចគ្រោះថ្នាក់ចុះមិនស្រួលគឺគ្រោះថ្នាក់ទីចំណតនៃគ្រឿងយន្តឬក៏គ្រឿងដឹកអ្នកដំណើរដូចជាយន្តហោះគឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីដំណាក់កាលនៃការចុះចតនិយមន័យដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺជាការគិតដំណាក់កាលជីវិតជាមុនថាតើលោកអ្នកត្រូវដឹងថា ពេលនេះទៅមុខលោកអ្នកត្រូវទៅកន្លែងណាអ្វីដែលត្រូវទៅជប់អ្វីដែលត្រូវចោះចតអ្វីត្រូវធ្វើពីជប់អាចនិយាយម្យ៉ាងថាគឺជាការពិចារណានៅគោលដៅជីវិតជីវិតយើងមិនមែនគ្រាន់តែលំហើយពេលវេលាសម្រាប់ក្រោយពីការងារនោះទេប៉ុន្តែសំឡឹងទៅមើលគោលដៅជីវិតថាកន្លែងណាដែលយើងចោះចតចតគឺថាយើងទីបញ្ចប់ជីវិតបញ្ចប់គោលដៅនៃជីវិតអាចនិយាយម្យ៉ាងថាជាចម្លើយនៃជីវិតរកឲ្យឃើញតើជីវិតខ្ញុំនៅលើលោកនេះតើខ្ញុំទៅណា បើលោកអ្នកឆ្លើយបានលោកអ្នកនឹងស្គាល់នឹងក្តីសង្ឃឹមបើលោកអ្នកឆ្លើយមិនបានលោកអ្នកមិនមានក្តីសង្ឃឹមដើម្បីរស់ទេប្រកាសជាការឲ្យតម្លៃនៃជីវិតរស់នៅលោកនេះក្រាន់តែជាការកំដរឆាកប៉ុន្តែឱកាសដែលពេលវេលាដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរលោកអ្នកមិនបានគិតអំពីការចោះចោតឬជាការបញ្ចប់នៃឆាកជីវិតរបស់លោកអ្នកឡើយត្រូវគិតទុកជាមុនថាខ្ញុំទៅណាអ្វីជាគោលដៅជីវិតកន្លែងណាដែលខ្ញុំត្រូវឈប់នេះទីមួយទីពីរយើងត្រូវផ
chom. Look net procot ginning twirl them now chop nigger lime mui, pick a da plug, get at them bun, pick nil. But now you twirl them now to tear. The bin chop cold diar by yung, good yung, token bung sham. But a bung sham and menchy cold up in chop, but now you suta, tak him tonu, tell them by a. I dug him sand, chop mud pear, the lane yet and dan, rico yung cheer, away me yang. Look nung chivet about look net die. Away they look net trucked. Chum not chivet trucked ta. អ្នកណាដែលអ្នកត្រូវចូលជួបអ្នកណាដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាចង់ជួបចង់ឃើញចង់ប្រកបចំណាយពេលជាមួយបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យបានច្រើនចំណត់ជីវិតគឺការចំណាយពេលជាមួយអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុគ្គលដែលយើងមានក្តីសង្ឃឹមឬក៏អ្នកដែលឲ្យក្តីសង្ឃឹមយើងឲ្យបានច្រើនចំណត់ជីវិតគឺជាការចំណាយពេលរៀនយល់ស្រឡាញ់ ដើម្បីចង់ដឹងនៅសេចក្តីត្រូវការបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការដើម្បីយើងអាចបង្កើតបរិយាកាសនៅកម្លាំងនៅអត់ដំអភិប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងគ្រួសារនិងកូនចៅអនិយាយម្យ៉ាងថាចំណត់ជីវិតគឺជាការរំពឹងនៅគុណតម្លៃការបង់ថ្លៃនៃពេលវេលាថាតើលោកអ្នកត្រូវវិនិយោគពេលប្រមាណដើម្បីទៅដល់កន្លែងនោះនិយាយម្យ៉ាងថាចំណត់ជីវិត គឺជាឱកាសដែលយើងត្រូវឲ្យតម្លៃពេលសម្រាប់ផ្ដោតនៅគោលដៅរបស់ជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់លោកអ្នកធ្វើអ្វីដោយមិនថារបររស់ស៊ីមិនថាគ្រួសារតើអ្វីជាចំណត់ដែលលោកអ្នកត្រូវគិតតើលោកអ្នកឲ្យពេលជាមួយរកស៊ីច្រើនដោយព្រោះមិនបានឲ្យតម្លៃគ្រួសារឬលោកអ្នកឲ្យតម្លៃគ្រួសារច្រើនដោយមិនបានផ្ដោតនឹងការរស់ស៊ីមួយណាដែលលោកអ្នកត្រូវត្រឹងថ្លៃទាំងអស់នេះផ្ដោតទៅលើនៅអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវគិតអំពី ចំណត់ត្រូវមានគោលដៅអញ្ចឹងបើយើងគិតលើសពីនោះទៅទៀតចំណត់ជីវិតគឺជាការពិចារណាប្រម៉ែប្រមូលជ្រុតកាត់
នៅភាពកត្តញ្ញូជីវិតដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់មនុស្សមិនអាចរស់នៅបបោះបង់ចោលបាននោះទេតែត្រូវរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានកសាងទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសូមអរគុណបាទអរគុណបាទលោកអ្នកប្រិមិត្តជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទលោកអ្នកបានតាមដានស្ដាប់លោកចង់ ចូលរួមបាទមានជាមតិឬអនុសាសន៍ឬក៏មានជាសំណួរបាទលោកក៏អាចចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទ 3 ແລະຍິບຊູລູກມາຢືນບາດສົມຈະຍິບຊູບາດຍິບຊູນະថ្ងៃນີ້ໂຈມມາຕັ້ງອາອໍຄຸນຄູປົນນັກປາກອາອໍຄຸນອໍຄຸນນັ້ນໃຫ້ບາດນຶກຈັ່ງໂຈມມາໂຕກໍເລືອກຕຶກຈິດຄືພ້ອມນັ້ນໃຫ້ອໍຄຸນຊິບາດຍິສດັບລູກຄູຍືນແຈກເສີນໄດ້ເລື່ອງນັ້ນເຕົ້າເລື່ອງພ້ອມເລີຍອາລະຍັງບໍ່ຈໍເລື່ອງ เรื่องปิกาที่มุ่งหน้าเลิกมารอยจะรอบางทุนเนี่ยเราจะไปอยู่แล้วเลิกการวิ่งท้องเหรอไอ้ยังไอ้ตาจังยิ่งเก่าเกิดอย่างมัดอย่าเรียนมโนยืนคุ้มตาไม่ยิ่งเก่าเกิดอย่างมัดอย่านั้นจะไปเอารั้วต่อเตี้ยแต่พอเกิดนั้นจะไปเกิดจังต่อตัวอัดขมุดเรื่องอะไรพวกบ้าบ้าไอ้อัดก่อนคนนั้นรู้ไม่รู้จะจำอัดไหนยังไม่จำยิ่งเก่าเกิดมือยังคลอกคลัง ตาคลังได้เวลาที่จะไปเศร้าอีกเพราะแบบที่จะรบอะไรก็เลยยังยีโร่ใช่ไหมใช่ไหมยังบางเชียนลึกจะจัดมันเนี้ยยังตายยีโร่ไงยังตามมันดื้อจากที่เราก็รบไปแต่สี่แรงก็รบจับจับไอ้ตาตาเลยคลังไอ้ตาคลังไอ้ตาเรียนแรงคลังอยู่ที่มือจ้ะบาดบาดเธอบาดมันดื้อยึดเราเกิดใหญ่นั่นไงบาดยังเชียนมันดื้อยึดเชียนเธอไอ้อัดบานจัด ដែលគូតាបីអត់បានគិតពីរឿងស្លាប់ដល់ពីសបាយយេរោសបាយយេធ្វើបាទដល់ស្លាប់បាទបានស្លាប់បាទមានជាតិគូតាបីអត់បានគិតពីរឿងស្លាប់ដល់ពីសបាយយេរោសបាយយេធ្វើបាទបាទជឿចេះក៏ដល់គូចេះក៏មិនចេះនោះណាខ្ញុំតែឡើងអរគុណអរគុណហ្នឹងហើយបាទបាទអរគុណបាទសូមប្រគល់សំណួរជូនលោកសំណាងសូមជឿញសំណួរលោកគឺនិយាយត្រូវអាហ្នឹងគេហៅថាតាក់ទងគតិលោកបើសិននិយាយយើងមានបុគ្គលដែលយកមនុស្សបីនាក់យកមកឆ្លើយសំណួរហ្នឹងខុសគ្នាទា
ជាជឿស្អីទេជីវិតយើងកើតមកពីធម្មជាតិកើតមកនឹងតតែងពីអីទេប៉ុន្តែយើងកើតមកមិនយើងរស់នៅអញ្ចឹងទៅស្លាប់ទៅវិញក៏ដូចស្លាប់ក៏គ្រាន់តែដីរំលាយជាធម្មជាតិហើយអញ្ចឹងមុនស្លាប់សុបាយអស់ចិត្តគ្មានឋានសួគ៌ឋានរួយទេអញ្ចឹងយប់ឡើងក៏ទៅលេងបាឬក៏ចូលបាអញ្ចឹងទៅក៏មានប្រុសស្នេហ៍ច្រើនរាប់មិនអស់មានន័យថាគាត់ប្រើកាយជីវិតរបស់គាត់លែងទៅជាជីវិតដែលមានរស់នៅដែលក្តីថ្លៃថ្នូរក៏គិតថាជ
ជាអ្នកមិនជឿព្រះពុទ្ធសាសនាយើងជាអ្នកព្រហ្មញ្ញជាព្រហ្មញ្ញបានហើយយើងជឿទៅលើអីទៅលើអវតារអតិទេពដូចជារឿងកបិលមហាព្រហ្មយើងជឿមានទេវតាយើងជឿថាមានចាប់កំណើតចាប់ជាតិអញ្ចឹងទៅណាអាត្មានយើងស្លាប់ទៅអញ្ចឹងគេសួរអ្នកឯងមកពីណាយើងមកពីប្រព្រំជាអ្នកឲ្យយើងមកគេថាព្រំលិខិតជាអ្នកកំណត់នោះអញ្ចឹងអ្នករស់នៅលើផែនដីរស់ដើម្បីអីចម្លើយរបស់យើងគេថារស់គ្រាន់តែសម្រាប់បំពេញអាត្មានមានហើយស្រូបកាយ
lưng rư cơ ạch thăm anh rô bò mà nụ ní nâng khá lai cho tờ thiết mùi xên rồi hốt đập rùm anh chưa tiết hai cả nai cái cao tầng bì văn nạ sprim sạch sạch rồi hốt đập rìm cái sạp tớ cái ngay nà mùi cái tớ chì bè mò anh ấy chùm nứa rô bò rùm anh chân cái thở trai không bằng sạp đâm bay cái này là sạp nực nóng côn nực thó nực nóng côn nằm lại sau cái đây xin khâm bởi vì thế này cái xin khâm thì chua bà rùm mò đâm bay cho cha chua đọc đọc đoàn ông bì chùm lại chì vết chứng chấm lại rồi bảo nè, bồ mang cái chưa chứng, chẳng bằng chưa thật để sai chấm nuôi dương cho lon cả núi ập tới chừng thì anh đang chấm bồ chúa trước nhưng chỉ kri bỏ sạch dương mau bị nà cái pi dương bằng bờ riêng làm mấy cái bóng đã dương mau bị prea bạc cát dương chỉ bụi prea ruột nó không sức đầy tay thôi đam lại dương chấm nung để prea bạc cát để sạch ba tê ba chỉ ấy ba cứ cha dương toát prea cháo dương dọc luôn dương chỉ prea như này nè vậy để prea práp ọt đập pram prea tới đập tam rẻ rẻ chỉ là na cứ chia tê và đá để prea đặt tay lang làm mấy bầm ra bóng bên này rẻ nút vì chụp bộ các bạn bằng đánh mau được xuống cho bài đánh người cỡ đạn được xuống nó bị khai như tê và làm cho sập cục con bị phục lục đấy bay bị bốn này dương khơi tu tới cả lại nhá có sắp tới chụp bộ của bộ mẹ rẻ bộ này được cục con và nhìn đằng lại này là lơ lục này đấy tụ bậc cầm tự lừa cả tìm mẹ cái đó chứng chỉ dùng luôn muối cái này dương chỉ là này dương chỉ này để đẹp bậc cả luôn nó đâm bay ấy bởi dương chỉ này ở chưa phải luôn đâm bay ở đang chậm lại này chỉ vượt thay hết ấy bằng dương chưa chạm chương ban chỉ một lục xoay ngược trong lời chỉ vượt được mấy cả cha chư sát ariya sạch tầng bốn cái tầng mình nút cao nó từ từ chư riêng sư từ từ sát vấn đề ở đây thì những đọc sai không kỹ bỏ sát mình run cha chư riêng sư sát thế mình nút ruộng nó bị chôn một đường âm bơ bát mình nút từ từ sát trong lời chỉ vượt sát cứ tham mình men run từ sát bên này bên này từ đọc sự đây sát ở ruộng tầng mình nút từ na cầu bị sát chương dương mình men ruộng đầm bay cái kịch phật pi cái hào thả toàn là hai chư chạp thì mình nút từ từ score cả bát thua dương mình nút chư chạp miền ông pro mui cọt ọt hiên sờ lánh đây cọt thật bờ sờ lánh khăng cọt căn để chui chập khăng vì bố ắt man rứ tân là ha này ca sờ lánh mình tha sờ lánh tia sờ lánh trop sờ lánh bờ pun sờ lánh côn sờ lánh như cái đó ta sờ lánh cứ chui chập ọt hiên sờ lánh đi chống sốc chất bắt ách căn cái lẽ đầm bay ở khai chỉ một nửa đầy miền u ru nơi chôm ho nơi con ông thưa vị bà sơn à rụm ngọc ầm chỉ đam lắm xua nâng khó chấm lại rồi bỏ cọt tùng vơ bỏ cọt cọt chưa anh chẳng cọt vơ anh chẳng bận ai dương chưa ra dương ruột đầm bay dương ruột đầm bay bre dương ruột minh sừng khâm bị buộc bre đằng hai đại lục này khi minh mà chịu bại đọt sai thế đời xa mà nuốt ruột nâng miệng bả mà nuốt chụp bốc cho bỏ cặp chấm lấp nên chia chưa bận ai ở vây đây chưa mà chịu bại cứ bre dương máu sầm lấp đọt sai bằng đọt to đọt cầm đọt bận đắt xa đòi đừng ở bằng dốc là hết rồi bỏ bằng chít nhanh bôi chia lúc ọt nẹ nà để chưa bọn tôi tui score bọn xong ní hai chia cất đây sân khâm rồi bỏ dương cho cao dương rút nơi đầy miên prea bộ côl mùi chư prea mà nâng mình chưa bộ côl chư prea kê nâng khâm thà slap lơ lúc này kê tờ nơi cho mùi prea tờ tam nở vây đầy prea xoay nha thà lơ lúc này miên than su than ở rũ cả lãnh nhập lương chạy ọt có chân nịch đó ọt nẹ nà bần chưa mà nó miên bạp nẹ nà chưa prea nâng tàu than su bây giờ thân nhiên là bộ phóng bán giữa cốt thả bộ phóng tới đầm bây riêng trăm cái lãnh than sụ bởi chạy chẳng chứ bà ní tam chùm nữ rồi bỏ dưỡng mình men chỉ rương đá dương trâu xa mai đi bà bí bố dương sợ tại ọt khơi được nè bộ phóng có ọt dưỡng ọt khơi bộ sạch nạ ọt khơi bên là bởi dư có ọt khơi được nè bên là ở vây tệ tông kê xa này ra hình chương ở vây đầy dương chưa thả bộ phóng xa này ra dương cron đấy chứ đối chứ này dương dừng khâm chúng bùi dương bên này bên nẹt mình chưa vẫn lúc ăn miên rừng khâm thế vì bùi dương ở đằng thằng lúc ở đây đi nhom giấy nè bờ lúc super rồi bọc lúc bên đất hong sơn vĩnh quạt ao này dùng mình lấy than su than ở ruộng cho bác nè lúc tập bạc super rồi bọc lúc đấy bạn hình chứng là khi loại miên pel cả bọ sải được không nít bên này còn chậm lại bay nước lúc ai bọ sải chả lại khóc từng khi bên đây vì dùng từ lư thái dương chuyện nè bây dương chỉ kri bọ sải dương đừng chả lại phải dương chìm luôn để đẹp bậc cả ruộng nơi miên rừng khâm mình che tại sầm lấp luôn nghĩ vì bùi dương đang thắt tục làm ba cứ chia lật tập hợp cam, phần này về thi đo sải ruồi bị cam, miền này cả chưa bẹt thế, tiếp dương ai miền sài sọc, phần tai mẹ còn là ban chưa bẹt, ban sài sừng khấm thế, bắp như nó tụt làm bạn nơi tây miền, phần này về để dương ai miền sừng khấm cứ bẹt, nằm ở dương miền sài sừng khấm là càng khăng mục, bằng thần nia nơi chỉ vật là bao dương, đây mình ao dương vị đi lại, bằng đường ao dương là nơi chúng muốn đi chia chúng đưa là bao dương mà, sum akun, bạn akun bạn đã chuột phải mệt dương mười rúp tiền, bạn krosa ấp ấm sum chúng đẹp xúa, bạn គ្រូសាអបអំសូមជម្រាបសួរសុខជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះគ្រីម្ចាស់ដែលខ្ញុំបានស្ដាប់កម្មវិធីស្ដាប់ដូចចិត្តនេះរាល់ពេលបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអូយទឹកមុនអស្ចារ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំបានញឹមអរគុណចឹង
បាទបាទអរគុណបាទបាទអរគុណបាទសូមបង្គោលសំណួរជូនលោកសំណាងសូមជឿនបាទបាទដោយខ្ញុំឲ្យនិយមន័យខាងដើមប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសង្ខេបខ្លីស្អីទីទីចំណត់ជីវិតគឺកន្លែងដែលយើងផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមជាកន្លែងដែលយើងអាចប្រមូលនូវភាពកតញ្ញូនិងភាពរីករាយជាកន្លែងដែលរស់នៅដោយសេចក្តីអសប្បាយជាកន្លែងដែលយើងមានកម្លាំងជាងកន្លែងណាទីចំណត់នៃជីវិតជាកន្លែងដែលយើងនៅជាមួយព្រះ បងយាយពីជំនឿជាកន្លែងដែលយើងប្រដាក់ក្តីសង្ឃឹមនិងពងប្រាថ្នាថាយើងនឹងទៅដល់កន្លែងនោះដូចយើងនាំគ្នាទៅលេងស្រុកកំណើតអញ្ចឹងនាំម្នាក់ទោះបើដឹងថាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំឬបុណ្យរដូវក្តៅហួតហែងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រកបដោយភាពគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ទៅដោយអសប្បាយទៅដោយស្នាមញញឹមពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់មានគោលដៅទៅរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែគោលដៅតែមួយទេគេទៅ
ពីពួកព្រះអង្គសន្យាថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងជួបគ្នាជីវិតរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែយើងរស់នៅអស់សង្ឃឹមសំឡាប់ខ្លួនឯងគ្មានគោលដៅប៉ុន្តែយើងរស់នៅមានសង្ឃឹមវិនិយោគជីវិតរបស់យើងមិនចប់ជីវិតនេះទៅយើងនឹងជួបព្រះអង្គដំណើរជីវិតយើងកំពុងយើងធ្វើដំណើរនៅលើផែនដីនេះប្រៀបដូចជាចតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំណាក់កាលប៉ុន្តែពេលវេលាយើងមកដល់គឺជាពេលវេលាយើងនឹងត្រូវជួបព្រះដែលព្រះអង្គស្វាគមន៍យើង ចាំទទួលយើងគឺកន្លែងដែលគ្មានទឹកភ្នែកជាកន្លែងដែលពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញដោយក្តីអំណរ ជួបអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់នោះឯងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទចំពោះមិញផនបាទក៏អរគុណដល់លោកច័ន្ទដែលបានសួរសំណួរនិងអរគុណដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតហើយសូមលោកអ្នកប្រិមត្តចូលរួមរីរីកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមកបទទៀតហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកបន្តពីបទចម្រៀងបាទសូមរីរីជាមួយនឹងបទចម្រៀងដោយមេត្រី Bye.
លោកនៅនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទលោកអ្នកកំពុងនៅជាមួយនឹងកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តដែលយើងលើកយកប្រធានបទបាទចំណត់ជីវិតមកជម្រាបជូនបាទដែលលោកអ្នកមានសំណួរបាទបានចូលរួមហើយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកនៅតែរងចាំដើម្បីនឹងទទួលសំណួរហើយនឹងបកស្រាយបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកប្រិមមរបស់យើងបាទឥឡូវយើងនឹងបន្តការពិភាក្សាបន្តទៀត បាទដោយប្រិមិត្តយើងបានសួរហើយលោកបានជម្រាបបកស្រាយបំភ្លឺបាទជាច្រើនសំណួរមកហើយថាជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានចំណត់ច្បាស់លាស់ហើយយើងស្គាល់អំពីប្រភពអ្នកដែលបង្កើតហើយយល់នៅដើម្បីអ្វីនឹងយើងចេញពីផែនដីទៅឯណានោះអញ្ចឹងសូមលោកបំភ្លឺជូនប្រិមិត្តយើងទោះបីជាយើងដឹងច្បាស់ទៅហើយហេតុអីបានជាមនុស្សនៅតែខំប្រឹងហត់លោតហើយនឹងគិត បាទនឹងមហិច្ឆតាមិនចេះចប់នៅក្នុងជីវិតនៅលើផែនដីនេះបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដូចខ្ញុំឆ្លើយចម្លើយសំណួរ៣ប្រភេទហ្នឹងហើយចម្លើយមនុស្ស៣ប្រភេទហ្នឹងគឺថារស់នៅគឺទង្វើផ្សេងគ្នាតែម្ដងកាលណាយើងឲ្យតម្លៃជីវិតបែបណាគឺទង្វើវាស្របទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឧបមាខ្ញុំស្រួលយល់ថាបើជាបុគ្គលទី១ដែលគាត់ជាពុទ្ធសាសនាគាត់មិនជឿថារឿងចាប់ជាតិទេ តាមពិតពុទ្ធល្អនិយាយរឿងចាប់ជាតិទេណាបាទគ្រាន់តែធ្វើល្អបានល្អជាតិនេះខ្ញុំជាតិនេះឧបមាអញ្ចឹងគាត់យល់ថាទីចំណត់ជីវិតរបស់គាត់អត់មានទេអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងរស់មួយជីវិតរបស់គាត់ត្រូវសុបាយហើយអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងរស់នៅដោយមិនខ្វល់អំពីរឿងផលកម្មរឿងផលបុណ្យខាងមុខទេភាពជាក់ស្ដែងបើគាត់ខំប្រឹងកម្មធម៌កម្មអារឬក៏គាត់ធ្វើអ្វីដែលធ្វើជាបុណ្យអញ្ចឹងអាចហុចផលពីនេះ មានបងស្រីម្នាក់គាត់រកស៊ីមានអីមានហើយគ្មានអ្នកណាដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់អត់ដឹងអ្នកណាគាត់ត្រាប៉ុន្តែគេប្រាប់ត្រូវបានគេដឹងថាគាត់ជានិមិត្តដែលធ្វើការដោយស្ងាត់ចំណាយលុយបាត់ខំប្រឹងប្រែងហើយគាត់ជួយមែនបាត់គាត់ជួយគាត់រកស៊ីបានគាត់ខ្លាយជាអ្នកមានដែលមិនកំណាញ់ពីព្រោះគាត់យល់ថាជីវិតរបស់គាត់គឺស្លាប់ទៅគឺទៅទេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ហើយគាត់ជឿទៀតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហុចផលទៅជាតិនេះ
ຈັບຈິດບານກະແດກ្រែងລໍຖ້າອັນກາດມາອັນຈັບຈິດອຶຈັ່ງກໍຕຶງຄັງສໍາກໍຄ្លາຍຈະມະນຸດໄດ້ມີຈິດກໍານັງກໍານັງຍັງໝາຍ
Got chưa thả với được cọt khăm prang chuyện đi. Cọt bàn xâm nang hay bàn cọt miến hả? Hồi phòng bị chuyện muốn bàn cọt miến. Chẳng có với đề miến cọt khăm bệ xa trọp. Bố bố đồng chùm nưa đồng râu thả bởi cọt miến chẳng. Cái cọt khăm prang thơ bôn tiết. Ai nâng chuyện cọt cọt slap máu. Nên cọt ai nâng một dọc trọp nâng to để tiết bàn. Đôi chìa rương nạ khá. Tục kê ở côn. Rồi chưa thả côn nâng chỉ nẹ bà to vên. Rồi côn nâng ai chỉ côn cọt bị chuyện nà mau. Rồi chuyện nẹ nà nẹ miến bôn nà cọt nè kì chư chẳng. Trọp này xâm rạp tục ở những chân trọp nó mình ai bạch vùng bán này. Chân chùm nưa rồi bỏ cót rồi bánh chạy từ tam tường vừa anh chân. À, nế. Áo anh cho chùm bùa dương vinh. Mà hãy chả ta rồi bỏ. Nẹ kri bỏ sát chị ấy. Mà hãy chả ta kri bỏ sát. Mình men ru nơi xâm mẹp được luôn anh thế. Bùa bọn thật lược nụ này bọn chì nẹ bà ká. Chì vượt dương của chìa rồi bỏ bọn đai. Dương ru nơi. Đăng thật báp nó mà dương bà ra chơi. Để dương rút nơi cặp xâm lạp chân nên tốt tên. Bạn ở thí để bà ai nâng áo dưỡng miên cái đầy sọc. Cứ chia ca rộng đọc bạp chánh đầm bây chùm nuôi mọc quên. Cứ bà rộp dưỡng chìm nuôi miên. Dùa miên sạc miên kết để dùa đầy bà là hát bà bà ông liên chùm rẻ đầy rộp dưỡng chìm nuôi sạch chả rạch. Nhưng chân bê dưỡng rút nơi dưỡng mẹn mẹn rút nơi đầy định muôn thiết thế. Dưỡng rút nơi đầy miên bà đầy chân chùm nứa nâng sừng khâm ca đầm nai chùm vượt dưỡng. Dưỡng khách bà. Chân ca nai dưỡng khách bà. Dưỡng miên bà căn. Dưỡng miên bà cung. Chúng mình miễn bệnh cũng từng vừa dừng rút nâu để dừng rút nâu để chạy khá lọc khá lạch cơ rút ai đầm lại. Dừng mình xông bày cài khuôn anh của dừng mình xâm lạp phong, dừng mình thuê khít khuôn anh phong. Từng vừa nà để bạch chạy, nâng sâu là thoa của dừng khá lạch phong. Vì bố dừng mẹn thuê đầm bày khuôn dừng thuê tốt nâng bệnh vì bố bệnh thá. Nẹ nà chư bóng bệnh vì nhiên bó bệnh bằng đau chùm nằm. Chừng từng vừa rồi bó dừng khóc bì kê, chừng xông bày tờ trọp xâm bạch dừng mình ai. Dọc trọp ở bọn dương màu đầm bây xâm nhanh. Bọn bọn thà mạch. Cả nay bọn áo dương chỉ ở bọn dương ấy. Bởi bùa dương bình môn dương ọt miên ấy dương mà nó miên bát miên căm. Dương mà nay dọc lôi từ lụa bát căm dương bát. Bọn này bẻ dương màu đầm bây đọc căm. Chứng nó bọn đọc dương. Trọp xâm bát để dương miên chỉ ở bọn bọn. Bởi bùa vay vay dương ọt bọn lùa dương. Hai đẹp bè lợt. Chúng nữ nâng hai bàn hạp vay dương miên dương rùa xâm rạp bọn. Chứng trọp mùi chùm nuôn rồi bọn dương cứ dương vị này dốt. Tớ ai nè cơ nẹt đầy khoác hạt, ní chi chim nưa bớt, đầy bọn bừng riêng dương, ở dương chết sờ lạnh bố bọn tham ách, nơi có bí mà thay phải buôn phải bọn đó. Bọn lẹo bọn cục bạp giang, xâm rạp sợ trầy mì mai cục ma cầm bình nẹ đó ớt. Nhưng chương chùm nưa bọn dương, dương mình hãy chạy ta thì bọn đầy dương rút nơi đầy miên cô đau thà. Cả nà dương căn đã ái bọn nẹ, nà ái nụ miên bố chương dư tù, nẹ ái cả căn đầy bò rồi bố lăng, đầy nẹ đầy rạ xá, nâng căn đầy khoác hạt. Nè nà prom bắt chí vứt đầm bây khiêm nâng bán chí vứt tớ. Nè nà rẽ xa chí vứt nâng bắt chí vứt tớ. Nè ra rẽ xa trọp nâng bắt trọp tớ. Tớ nè nà prom bắt bóng trọp đầm bây khiêm nâng bán trọp mà vinh. Anh ấy vì chí rương át cầm băng chùm nưa. Để bóng rương chân chùm tưởng vơ ra bó dương khóc nè mỏng. Nghe nế chân côn đầm lấy nâng tưởng vơ ra bó dương rương bây bộ côn bây bộ phê. Để mình chùm nưa khóc nè dàng á. Tưởng vơ sẽ đánh chí lăng. Tuy nè khóc nè dàng đôi chân đài. Xong ọc côn. Bạn ọc côn nè. Bạn lúc nè prey mất lúc ai tu rửa sạch cho rùm. Bạn đôi chì prey mất dương xôn đập răm cả tuy sở rộ bay. Bạn chôl mọc hai tà lọc tử vinh. Bạn xôn phía dìm mà đoàn tiệt bạn. Cảm vị thí dương nâng phía dìm hay nâng phía dọc tu rửa sạch chùn. Bạn lúc nè. Bạn lúc miền chìa sông nua. Bạn rư có miền chìa mặt tệ ăn hụt xa. Rư có lúc miền bọt vì sao nơi khăn ông chì vật chẳng chạy rùm lê đòi prey mất xinh tiệt. Bạn lúc việc mình cần được dù rộ bỏ dương lúc. Miền xa màn chất sật thịa. Bạn lúc chẳng bạn lúc nè prey mất dương chô rùm hay nâng chạy rùm lê nâng bọt vì sao khá. Bạn chẳng bờ xinh chìa lúc bạn tạm đàn sát. Bạn hãy rư có tu rửa sạch. Mà đoàn hai lúc phía dìm tiết bạc cảm thấy dương nơi tại phía dìm tự tùl prey mê rộ bỏ dương. Bạn dương nâng bần to bạc cả bì phía xa bần to tiết bạc. Khánh tha lúc bạn chùm riêng tràn ông bì tự xa nạ rộ bỏ mô nô dương. Bạn vì tự tạm bố chùm nưa tự tạm nâng tự xa nạ rộ bỏ khuôn đã kết nâng ai đồng lây. Bạn tự lừa cả bì chà rộ nà ông bì ở vây đại dương mưu mình khơi đại dương đại nâng cao miên bạn nơi bần to bì bình chọc chí vết nà lợp hành đây nì. Bạn chân xâm lục chùm riêng chùn đo lục nẹ bình mất ông bì cun đầm lây. Đại ách đăng bê vỉ lia rư có ca xâm chót ca xâm rạ tờ kháng mộc nì. Bạn ta xâm rạp krom krua xa xâm rạp bộ côl ta ở vây tớ đại chìa chăn tẹt nâng ca cầm nọt rô bọ chì vết rô bọ quát. Bạn nơi khăn ông cun đầm lây nô bà. Tì muối cư chì vết đại chập đàm đăng khuôn thả. Tì bình chọc chì vết cư chất mọc đỏ. Nó bê mà nó chấp đám đăng khuôn thả. Mà nó chấp đám miên cô đau ở chất mọc đó. Chỉ vứt ở bọc mà nó khó bị sạch thiệt.
មានន័យថាមនុស្សមិនមែនរស់នៅបដោយដូចជាគ្មានគោលដៅទេវិញ្ញាណបានពលឹងឬវិញ្ញាណរបស់យើងនេះបានរំញោចឲ្យដឹងខ្លួនថាមនុស្សត្រូវមានសង្ឃឹមមនុស្សមិនអាចរស់នៅដោយអស់សង្ឃឹមក៏គ្រាន់តែមនុស្សមិនដឹងតែផ្លូវនឹងទៅណាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានជាមានអ្នកចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញបាទរាប់អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងវារាប់សតវត្សទាំងហើយសូម្បីតាលោកជាអ្នកតតែងសិភៅបង្កើតជាកវីនិពន្ធឬក៏សរសេរបង្កើតជាស្នាដៃ
ជីវិតមនុស្សមិនមែនរស់នៅដោយបញ្ចប់ជីវិតដែលគ្មានគោលដៅទេមនុស្សត្រូវចប់ជីវិតដែលមានគោលដៅអ្នកខ្លះដឹងតែខ្លួនទីបញ្ចប់សុខចិត្តលះទ្រព្យណាលះសម្បែងដើម្បីទៅពាវនីធរឬក៏ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដែលស្វាស្ជាធរស្វែងរកខាងវិញ្ញាណដើម្បីពលឹងនឹងចិត្តមានសេចក្តីស្ងប់ ទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែវិនិយោគមួយជីវិតរបស់យើងយើងមិនមានក្តីសុខពីព្រោះយើងរវល់ធ្វើឲ្យរូបកាយយើងទ្រុឌទ្រោមវិញ្ញាណយើងខ្សោះល្វើយប៉ុន្តែភាពរឹងមាំនៃជីវិតគឺធ្វើឲ្យពលឹងនៃជីវិតរបស់មនុស្សបានសេចក្តីសកប់សេចក្តីស្កប់ស្កល់ចឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យពលឹងវិញ្ញាណបានសម្រាកមានបបពិសោធន៍ភាពរឹងមាំសេចក្តីគិតនៅភាពប្រសើរដើម្បីដឹងថាគោលដៅជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់រស់នៅទៅណា មនុស្សអាចនឹងធ្វើឲ្យបានច្រើនតែការវិនិយោគខាងពលឹងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សគឺមានតិចទេអញ្ចឹងឱកាសគឺមានតិចគ្រឹះនៃជីវិតមិនមែននៅពេលដែលយើងគិតថាមានទ្រព្យមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទេគ្រឹះជីវិតគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសាងវិញ្ញាណនិងភាពរឹងមាំដើម្បីសាងក្តីសង្ឃឹមទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមានអ្នកនិពន្ធសៀវភៅម្នាក់គីយូសាគីគាត់បានសរសេរជាមួយសៀវភៅ The Second Chance ឬក៏ឱកាសជាលើកទី2គាត់បានពិរិបរំនៅក្នុងទំព័រសៀវភៅថាមនុស្សមានបញ្ញាខាងរូបកាយមានអាចធ្វើសមត្ថភាពមនុស្សមានបញ្ញាខាងចំណេះរៀនសូត្របានប្រកែចងចាំបានលេខ1មនុស្សមានបញ្ញាខាងអារម្មណ៍មានន័យថាអ្នកខ្លះក៏ប្រកែតងយាយឬក៏ធ្វើសូរស័ព្ទសំឡេងឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍មនុស្សមានបញ្ញាខាងវិញ្ញាណ មនុស្សមានបញ្ញាខាងវិញ្ញាណគាត់ប្រោះថារឿងទាំងអស់ខ្លាំងតែអ្វីដែលខ្សោយអ្វីដែលខ្លាំងបំផុតគឺចំណុចទី4នេះគឺបញ្ញាខាងវិញ្ញាណមិនថាអ្នកប្រាជ្ញអ្នករកស៊ីក៏ដោយនៅពេលមនុស្សឈានទៅដល់ចំណុចកំពូលមនុស្សចាប់ផ្ដើមសួរថាតើអ្វីជាការវិនិយោគខាងពលឹងវិញ្ញាណទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចធ្វើឲ្យវិញ្ញាណសេចក្តីសុខទេទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យមនុស្សក្បត់ឧត្តមគតិធ្វើឲ្យវិញ្ញាណពុករលួយមានអ្ន
đam bấm biên lùi plan cầm hôn rồi coi dương ai bóc prác cầm hôn dương sẽ xa xơ lơ thọ rực mỏm để xa với nhiên dương tôi nâng sao dương thiết rực mỏm đi chỉ vượt ở bằng mình cứ ca co sang và lưng với nhiên nè nâng chùm nội tìm mùi chùm nội tìm bì mình nụ trời kết âm bì cả bánh chạy nơi ca nhẹ chỉ vượt rồi biên áo ca nâng sân khâm mình nụ tăng ốc sơ tâm miên áo ca nâng ca bật bạch mùi chạy chỉ vượt mình nụ miên áo ca tại côn đâm lại nơi ca chọc chọt chỉ vượt mình nụ dược đăng hai thả mình nụ miên áo ca tại sân khâm rồi bỏ mình nụ miên tạch đi đối nâng dân hoa dương miên áo ca chỉ dân hoa áo thì dương miên lôi ở lâu nế dương miên lôi dương tình sống bất chi chân họ bạn nhưng vậy là gì của ai nó gọi đó mà ban lúc này bóng bốn giờ máy đi thư là passport bạn chi mình đang một bạn đội môn đề bạn ai got score có vấn đề rưỡng đấy sầm khăn nó đây sân khâm bê chi chân họ mình nó khắc có thay mòn có thả bê lãng có thấy bê cho có thấy và đầm lại chân họ bê lãng cho nó ai để thua ở mình nó khá cho mình hiền chi bọn này bảo vây để thua mình ai đừng chi ban cứ mình thời sưng khâm phụ được bệnh đang đà lăng nó về ai đừng slap cho về ai đừng slap mình thời thời sưng khâm bọn này riêng đây sâm khăn này chỉ vừa bảo mình cứ mình thời nhẹ thả ta ở vây chi ở cả ở vây chỉ đây sưng khâm mình miên ở cả chả na đầm bầy rộc si khai chỉ nẹt miên mình miên ở cả đầm bầy khai chỉ nẹt miên kiệt yếu mình miên ở cả hàng khai chỉ nẹt bị chia bầy phiệp mình khi chơi chết bọn này không chỉ não mình thường ó mình miên sưng khâm tịt tê mình bật cót thầm mình miên nẹ miên miên sừng khâm mình bật cót thầm nẹ rộng xì sắp tới nẹ miên sừng khâm nữa đi bần đây mình chè bánh chạy ọc cả nâng cái đấy sừng khâm nếch con năm lại ca xâm ra chùm nót chì vật cư nở bê đầy dương sừng lân cô đào bê đầy dương chậm đam chụp trọt xâm lân ta khiêm khóng prân đam bê ở vầy dương miên ọc cả đam bê nâng khai chuyện nẹ miên dương miên ọc cả nâng tinh đầy tinh phía tinh ở vầy vầy thằng ọc bản dương miên ọc cả ai nâng cao lôi vô liên bần đây mình miên ọc cả nâng cao cái đây dân khâm bàn thì nơi bê đêm nụ ọt xoal tì châm nọt nâng cố đại dư vật
côn đâm lại thì bầy cá sấu chỉ vượt dương đăng hai thả được khiêm bị chạm đam mnu ai bạc bằng cầm lăng cai được dọc tham chia ba chỗ pet bị nứt mnu chư ai từ pet lo lo dọc tham chia ba để cá bằng thay mnu khoác bệnh nhà và long thề ai nhưng miên cả và long sai chỉ tham ai mà long tiệt ai từ miên chăn tẹt nâng riêng mnu ai riêng ban chấm này mình bật cất thắt thua mnu thiên nhiên nâng sự vật đẹp đẹp đi bùi dương khơi thanh nhạc lạc quạt mình ban riêng chờ chỉ đẹp tại quạt ai nơi tại rẽ xa sẽ đây dừng khâm quạt ban quạt khai chỉ nhạc miên đây mình bắt châu sơn là mnu chỉ chân đôi chỉ po là ni đang đang ấy mình thà Bill Gates chỉ nhạc mình ban châu mà ham chỉ lại đi nhạc bật Facebook Zuckerberg ấy bạn chỉ nhạc đây bật Facebook comment chỉ nhạc đập bay ấy đây nó lơ lúc này ban bình chẹt thà ca sức xa mình bật cất ແລະສາສະຫວັດທະພິບກະໄດສັງຄົມຂອງມົນໂດຍປູຕອບນັ້ນເດປន្តែມະນຸດຖືດັງຖ້າອໄວໄວຕັ້ງອອກບາຣາຍຈີອາຍສະຖາບານແຕ່ໃນເປດໄດ້ມະນຸດຈັບດາມດួលລົມໃນບະລຶງວິນຍານດួលລົມຄືຖ້າພິບປົກລວຍໃນບະລຶງວິນຍານໂດຍຈະບັກຕຶດຈິດກຽມກ້ອມອອກສັງຄົມຈິດສົງແວດຈີສດີຕົກກົມຫໍມະນຸດຈັບດາມອອກສັງຄົມຄມີນພ្លើດາຈອງກໍສຳລັບຄົນແລງແລະບັກໃບໃຈພ្លើຄືນີ້ໃຈຕອບ นี่ហើយជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគុណតម្លៃទី3គឺជាការស្ដារជីវិតដោយពង្រឹងនៅជីវិតខាងពលឹងវិញ្ញាណដូចយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តជួយដូចឆ្នោះពេលយើងជិះម៉ូតូដើរលេងឬក៏ជិះឡានដើរលេងយើងតែងតែចុះចតដូចញ៉ាំបាយក្រោមដើមឈើយើងនឹងឈរលេងនៅគល់ស្ពានដែលមានខ្យល់បក់រំភើយឬក៏យើងចូលទៅកន្លែងណាមួយដែលមានកន្លែងទេសភាពល្អមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងជះមកលើវាលស្មៅ ឬក៏វាលស្រូវដែលខៀវខ្ចីឬក៏ពណ៌មាសជាដើមឡើយនោះជាឱកាសជាពេលដែលយើងត្រូវគិតគោលដៅនិងភាពរំហើយនៃជីវិតដែរគុណតម្លៃរបស់យើងការស្ដារគឺរកពេលសម្រាកដើម្បីពង្រឹងនូវភាពតឹងណែននៃជីវិតរបស់យើងលោកអ្នកត្រូវចេះបង្កើតបរិយាកាសជីវិតជីវិតមនុស្សមិនអាចរវល់មួយជីវិតដោយមិនមានក្តីសង្ឃឹមគ្មានក្តីសប្បាយនោះទេអាចកំបាំងរបស់ខ្ញុំមាន២ផ្លូវ ពេលខ្ញុំនិយាយវិជ្ជានេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំល្អជាងលោកអ្នកបងប្អូនទេភាពសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំជាអ្នករៀនខ្ញុំអ្នកអានខ្ញុំអ្នកសិក្សាខ្ញុំជាអ្នកមិនមែនចេះដឹងមានសញ្ញាបត្រអីច្រើនជាងលោកអ្នកទេក៏មិនមែនប្រកែកជាងលោកអ្នកប៉ុន្តែវិនិយោគជីវិតនៃការរៀនមិនរៀនប្រកែកទេប៉ុន្តែចង់រៀនចង់ដឹងចង់អានអញ្ចឹងទៅជិះម៉ូតូក៏អានដែរដល់រៀនពេកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះចង់វាថាចង់បាក់គេតែងនិយាយកុំខំពេក
chứng những thứ kết thà ấy chỉ cô đau gì vậy, dương không rốt mà práo đầm bay chục chế ở đây cái dương trâu sầm ra, phía tha sầm ra, dương trâu tại bị cha na, chỉ vượt ra bao dương, tại dương tự đau gì vậy dương tơ na, dương thưa đầm bay vậy, ní hơi chỉ ở cả để cho bình chẳng, miên pê lên pê, miên pê chừng sờ bài, miên pê xoay ngọc pê, đầm bay bần lưng, bần rưng chỉ vượt bần lưng bình nhiên, miên pê o sờ bài chỉ mũi cua sa, tại đau tiệm o này chỉ cả bần rưng đầm bay chỉ vượt dương miên ông no bị bướu cái bi bạc tha, ông no chỉ thanh nam sa. Đó khu sẽ được. Bà, chồng ọc quân. Bà, ọc quân nè. Bà, về lìa có đò chồng bình chọc đài. Nhưng chồng chỉ chồng cao. Bà, xồm lúc bà đò anu xa. Rư có mặt tệ bà đàm xa. Rư có lước tực chất, công sàn chất đò lúc nè. Bày mất. Ai bàn mưa khơi ông bì phía bà xa. Bòm phót bà nơi khốn ở chồng nọt chí vất. Đã chia sẻ cái đầy chồng sẵn khâm. Bà, rò bọt lúc nè. Bày mất rò bọt dường xồm chơi. Chồng nọt chí vất bọ mình thú là. Cái bì mà thay đài ông nè nơi bùi ấy, tục thôn ơi. Chúng mọi khiếm khiếm này ảnh rộng nó rồi khi này xâm ra. Bây giờ bọn giấy bài này bọn đang thả bị cổng vò. Bị phép chốc chạp tục sọc về tình yêu đầy mà nó rùa nơi đầy khi mình cố đau chí vật. Mà nó không bằng tay mặt bàn ở vầy sao. Mà nó rùa nơi đầy vị này dục tại hạ bệnh đôi ở mình dừng khâm ấy sao. Khi mình bê là hè nơi khăn ông chí vật. Bọn nó bọn dôl bị bụi hại đấy. Cố đau rồi bọn bọn đôi khiếm bàn bị dạng đám chí vật rồi bọn dương. Dương thua dương mà hãy ch nên chỉ vượt một nửa rộng chậm lại chỉ vượt ở khởi ta trôi đào tệ nè nơi hận miền cô đào miền ông say kha bong say kha mùi quạt bàn ta quạt cầm bị bực là hô tọt đào dục ngày mùi cái bưng hô đào đại sầu sập nhưng xưa say chỉ cô đào nhưng ru nơi đầm bay ấy đầm bay sờ bái chỉ vượt rứ đầm bay dục phết lầm ba dục màu sầm lập chỉ vượt nhưng ban bảo miền mình tu tha trôi nẹt rock nè trôi mọi khi nhom nâng ao nẹt rock nè sầm ra ao nẹt đầy miền tục thuôn ơi cho mọi khi bận tụt thuôn cứ sầm đau từ lơ, phep thuôn thung ô này này sân than là phep chịu vật đại miên phò lầm bạ đại ai chạm bự ba ca lầm bạ, bọn chọn anh bay rồi đồng sầm ra cứ đại dương từ tu school cô đau chịu vật, bọn cứ được không vui vô nè,
ជាកន្លែងដែលជីវិតរបស់យើងមានសង្ឃឹមនោះឯងជាកន្លែងដែលយើងរស់នៅជាមួយព្រះជាកន្លែងដែលយើងវិនិយោគជាមួយព្រះជាកន្លែងដែលយើងរស់នៅជាមួយព្រះទាំងនៅផែនដីនិងក្រៅយើងលាចាកលោកនេះទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកគិតមើលថាតើជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្វីជាគោលដៅអ្វីទីចតនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំតើជីចតនោះជាអ្វីជាអត្ថភាព ຈຶ່ງສະຫຼົບສິດໃດພະອົງເພິ່ນມີບັນທຸຂ້ອຍຈະພ້າວຊີຊີວິດສິດໃດເປັດຈຸມອກឲ្យຂ້ອຍຂ້ອຍນັງឲ្យແນ່ຮອບຄືສໍາລະສໍາລະຄືຈະກະໄດສັງຄົມໄດ້ຍັງຕື່ຈູບພະອົງກະໄດສັງຄົມໄດ້ຍັງວິນິຍົກຢູ່ຫມູ່ພະອົງກະໄດສັງຄົມໄດ້ຍັງສ្វែងຮົບພະອົງຕາມລະຍະປຶງຣຶງໃນປະລຶງວິນຍານຂອງຍັງກັນໃນເລື່ອງມອມຕາມລະຍະພະບັນທຸພະພະສົມອໍຄຸນບາດອໍຄຸນ បាទលោកអ្នកប្រិមិត្តជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំបាទមកយឿនខ្ញុំបាទសិនសំណាងបាទយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ចំពោះលោកអ្នកប្រិមិត្តរបស់យើងបាទដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តដែលលោកបានទូរស័ព្ទចូលរួមបាទ
ដែលលោកអ្នកប្រិមិត្តបាទបានធ្វើនោះសូមឲ្យបានចម្រុងចម្រើនរកការងារភារកិច្ចដែលលោកអ្នកប្រិមិត្តបាទបានធ្វើនោះសូមឲ្យបានចម្រុងចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមឃ្លាតពីលោកអ្នកតែត្រឹមនេះសិនហើយសន្យានឹងវិលមកជួបនៅនាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណ Hãy
nhóm rock khơi hay cứ prang bột ra đà prang bay đá chặt một luộc cây mâm phơ mà nung khoảng nơi lơ phán đây ôi khơi nhờ đã xa mây rung rương ốt nơ đom Dương khnhóm xùm ô côn lực nạn niên bây mất đã bàn sử dạp cảm vị thí ní bì cửa xa ạp ẩm ca sơ bà môn trịch bàm. Bà lúc nẹ miên chìa mệt tệ dụ bò rưu châm nạp bà rộng dạng ná còn tại tù rửa sáp một căn xa cà rây dương khnhóm tam rửa dạ lệch xôn đập bí học sập mối hà sập bà mối hà sập buồn nâng xôn đập bí hà sập bà buồn 84 និង 87 សូមអរគុណ